nga lên những khúc nhạc mà sao thứ cứ mãi tranh vênh. Niềm khao khát ước mơ mai này được ca hát với những đam mê. Và giờ đây tôi đã sẵn sàng để bước đến đỉnh vinh quang. Giờ đây tôi đã sẵn sàng để bước đến đỉnh vinh quang. Vinh quân tôi ngập tràn ánh nắng, vinh quân tôi biến trắng luôn trong lành, là nơi tôi sẽ hát bài tình ca đất nước và tiếng trong mỗi ước mơ. Tiếng hát tôi sao biết hát lên bầu trời, tiếng hát mình một xa yêu thương khắp nơi, tiếng hát cho chiều con tiếng mang khát cao. Dư Chiến và Thùy Tiên xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Hát Ngôi Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Song Toàn, qua phần trình bày của 9 thí sinh có mặt tại vòng chung kết xếp hạng cùng tập thể diễn viên nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Ngôi Sao Biển Bình Thuận lần thứ 3 năm 2021 đang diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết và được trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình, các hạ tần số, fanpage, YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và trên kênh truyền hình Đồng Nai 3. Quý vị thân mến, và trên sân khấu lúc này chính là 9 thí sinh đang có mặt tại vòng chung kết xếp hạng. Họ là ai? Họ đến từ đâu? Xin được mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi clip sau.